Cậu phải nãy giờ mần mệt rồi, giờ nằm teo giống nghỉ mệt. Để Khánh làm tao ăn cho cậu phải ăn cho nó hết mệt. Cậu phải nói da mày bé làm sao? Con dao á là cái viên đá nó giờ nó có hai bề, bề to và bề nhuyễn. Ví dụ như giờ mình mới đầu mình mời cái bề nó bề to, cái của mé bên của mé bề to á, mình liếc liếc đi qua trên cho cái mé nó mỏng. Rồi mình gờ, khi tay mình gờ gờ vô nó hơi nhám nhám, nó nhám là nó bén rồi đó. Rồi mình liếc bên kia mỗi bên ba lần nữa là bên đá nhuyễn là rồi bén ngót. Ủa vậy hả cậu bảy? Bữa nào cậu bảy dạy Khánh mà giáo Khánh không biết đâu mày. Có gì là khó. Chỉ mình học cái bí quyết một chút xíu là biết à. Dạ. Vậy á. Dạ, vậy là cậu bảy đang chia sẻ bí quyết mà giao. Là giao vậy á. Hèn chứ, gì. Chứ tại mình không có nhìn cái con dao mà mình cứ mình liếc gạt 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 bén thiệt mà cuối cùng dao cái mép nó về dục nó lục thành vô cùng luôn. Vậy hả? Đâu biết đâu. Vậy hèn gì mở bãi mà dao cũng miếng mà cậu bãi mà dao cũng miếng. Cũng vậy đó, mình đưa mình mài từ cũng mình mài nó cho nó mỏng cái mép nó ra. Rồi cái bắt đầu mình gà nó hơi nhắm nhắm tay cái mình bắt đầu mình liếc bên kia ba lần, mé này gạt ngay bên kia gạt ngay rồi thấy ngon. Dạ. Vậy chứ không có gì khó. Dạ. Không cần nhuyễn như. Không cần nhuyễn như đâu thì. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Khánh cũng nghe nói chứ Khánh cũng chưa ăn, không biết ăn được không? Chuối rồi, với cháo rồi, vịt thì ạ. Chế dầu vô chảo đi kìa. Thứ hai đập tỏi nha. Rồi, chảo nóng chế vô sao liền rồi. Chuẩn bị bây giờ á, mình làm thịt gà hồi nãy giờ chắc được hơn tiếng đồng hồ rồi, thấm gia vị dữ lắm rồi. Bây giờ mình chuẩn bị á, mình làm qua chảo ha. Rồi tỏi nó thơm đi rồi mình bỏ vô mình qua chảo. Mình qua chảo thì mình qua chảo như vậy này. Nó tương. Rồi, bỏ vô nha. Cây này nhìn giống sâu thiệt luôn á. Chịu học qua có học gì thì học qua thể dục tinh. Cây này mua nhiêu vậy bà? Nhiêu? 40.000 mắc dữ vậy. 40.000 thiệt, có 40.000 mua cái bánh bỏ vô miệng. Ừ, em nghĩ sao vậy, vô trại cây mua cây này có 15.000 à. Cái 40.000 là mẹ mà tiện mua quá, mua cây gì nè mẹ, mua tầm 7-8 cây này vậy bỏ chết nhất à. Cái này lạ mà. Lạ gì lạ chứ, có nhiều cây còn đẹp hơn nữa. Cái bánh còn bỏ vô miệng được, cái cây này bỏ vô miệng được không? Món cây mới gì à? Chết luôn á. Món cây 40.000 mẹ. Trời ơi 40.000 nữa. Thì quá nhịn ăn vài. 40.000 thôi để tôi ăn cho mập không. Thì quá nhịn ăn vài bữa thì để mà mua. Đỡ mồi thôi chứ giờ sao. Thôi cậu bãi. Không bãi. Có cậu nói vụ mà bữa nào mà đói bụng á, em nhớ cây đem cây điện theo nha. Nhìn nè. Không nhịn ăn thì nhịn ăn vài bữa mua rồi lấy tay đi mà. Chùm lửa. Giờ chuẩn bị chặt nước dừa bỏ vô tiền ngay. Chùm lửa. Ủa khổ chứ nhai. Rồi qua chảo thì mình qua với nước dừa là ngon nhất. Tại vì mình ở xứ dừa mà. Lẹ lẹ nha khác. Từ từ. Cái dừa này nó bự quá nè. Trời ơi. Nên nó khó chặt nè. Ủa cái nước dừa nó bắn vô miệng ngọt ngay luôn á. Thành hai luôn. Bây giờ đổ vô nha. Rồi. À, bây giờ mình để nước dừa nó ngấm vô gà này cho mềm. Mềm gà. Mình để lửa liu riu thôi. Giờ mình xịt vô đây một miếng nước tương. Chị ơi, chó đen hả? Ăn cho nó thơm. Với lại nó thấm vô cái miếng thịt gà mình này mình làm không có làm được nước mắm. Thì anh thích ăn nước tương thì mình để nước tương, ai thích ăn nước mắm thì mình để nước mắm. Cái tá dừa này thì nó cứng cại rồi,
Nhưng mà được cái là nó nước nó ngọt dữ lắm. Rồi cái cá dừa này thì mình nạo để mình lấy cái xác dừa, lấy cái cơm dừa mình vắt nước cốt thì không được, tại vì nó vừa mềm mềm mà vừa cứng cứng. Cho nên mình nhớ lại là mình có nuôi thả mấy con tôm ở bên hồ bên kia, thì lát nữa mình sẽ cạy, mình lấy cái cơm dừa này nè, mình thả xuống hồ cho mấy con tôm nó ăn nó mau lớn. Mấy con tôm nó phải ăn cái cơm dừa này dữ lắm luôn á. Mẹ dở ra phụ mẹ nè, dở ra. Giờ mẹ sắc củ hành đặng hồi bỏ vô. Kiện sắc cà chua đây kìa. Bỏ đây luôn hả? Ủa, cái đó nó dính luôn còn sắc luôn được không? Dạ. Ờ nó dính luôn còn sắc nhuyễn lại. À, chị hai chị con này thôi à. Không có sắc nhuyễn. Đi ra ngoài hết đi. Vậy cậu tưởng sắc nhuyễn chứ. Quên. Chào nó coi. Cho thấy vậy cái bỏ chạy thiệt luôn tiền. Thôi thằng đuổi. Thầy chua xúc khoanh tròn đó hả? Xúc khoanh tròn quá chị hả? Đúng rồi. Khoanh tròn tư. Rồi hành thì sắp cái đầu hành luôn nha mẹ. Sắp cà chua đặng hồi mình sắp cái dĩa nè. Phải công nhận cà chua nó hôi thế ghê. Thơm chết, ngọt ăn ngọt cũng chết hả hai. Có đứa à, bự hơn mẹ, bự luôn, bự luôn. Chị Tư chứ không ăn sống được mà chị ăn đứa nấu. Ăn không chín cũng nói chung ăn chín được thôi chứ đâu muốn ăn. À tao nói ăn cà chua được, ăn cà chua được mới đẹp da. Con ăn da ăn tiện xấu quắc mẹ không? Ừ, da ăn cà chua tươi sống vậy ha. Con ăn chín, con ăn sống vậy. Chê hoài. Con Tâm hồi nhỏ ha. Đó nó nữa hả? Con Tâm hồi nhỏ nó ăn cà chua, nó cầm nó ăn cà chua như ăn bánh vậy. Con nè. Chê hoài. Bác hai mình 88 tuổi mà bác cái da mặt bác còn đẹp quá. Lắm lình nè. Ờ mà 88 tuổi rồi á. Da cậu Năm cũng đẹp mà. Rồi chuẩn bị chắc để vô được rồi. Bác hai cái nước da trắng Năm ơi. Ờ. Bác da trắng rồi nào vậy? Mẹ bác hai ai hả? Bác của mẹ. Ai da trắng auto mặt đẹp. Chị dâu của auto nữa. Chị dâu của ông ngoại con á, chị dâu của ông. Rồi hồi nãy giờ là cái chảo này mình đắp ở tên biết là khoảng 40 phút á, tại vì mình để lửa thì nghi quá. Thôi cho qua hửi miếng đi. Cho hửi miếng bây giờ em đi rồi. Nha hai. Để lửa thì nghi cho nên nó mới chín mà nó mềm mới rút nữa. Bây giờ mình để ủa gốc hành đâu rồi quá. Đây ra đi. Thì mình để hành củ ngon quá, thơm quá hai ơi. Thôi giờ em đi bên Ba Sơn mua rượu chút xíu nha hai. Đi đi. Nhanh đi, đừng đứng ngay chậm chừ chứ. Nhanh đi, xoay xích ra. Rồi. Cái này để sao, cái này để sao. Bây giờ mình để hành tay vô rồi vô. Rồi mình để bắp chuối vô luôn. Như bắp chuối chắc nhiều quá hay, hơi nhiều quá. Để phần nữa thôi. Để phần nữa đi, còn phần nữa để nha em ơi, nó cơm chua ăn. Hành tây nó hơi chín chín cái này rồi nó để bắp chuối là được. Rồi cái này là để sơ sót, còn không bắp chuối cái này để chung cũng được, tại vì cái này mình chưa làm lần nào hết, mình cũng biết nó làm sao hết. Cái hạt gà đúng không hai? Ừ. Đảo à. Cái gì chứ thịt gà bộ khoái mà. Ủa nấu nhão rồi bác hai ăn được. Chỉnh cho sôi lên. Thôi lửa gì còn nãy liu riu giờ nó cũng liu riu là không được, nhưng giờ nó phải mạnh lên. Dặn dặn lửa hết, dặn lửa lớn lên, dặn ga lớn lên chút nữa. Rồi bây giờ mình để bắp chuối vô luôn nha. Ủa sao cái này nó dính với cái gan? Sao cái trứng giá nó dính với cái gan? Cái trứng giá nó tới bên gan không? Ủa bình thường trứng giá ở dưới mà. Cậy thôi, cậy được nha. Được nha. Ăn kỳ lắm, ăn không được đâu. Rồi, bây giờ mình để bắp chuối vô luôn. Đây mình để bắp chuối vô. Thôi là mẹ em đi. Tiền cái mắng. Chứ cũng có cái gì đó vậy.
Đây nè, mình đảo sơ sơ gì nè là ngon rồi. Vậy chắc là nhát xuống mà ăn chắc được rồi đó. Rồi cuối cùng là bỏ hành lái lại đầu hành vô. Được rồi xong. Chảo gà qua chảo. Ơi. Giờ qua với tiền sắp rau ra. Cái thịt gà nó còn nó vừa nó hơi nguội chút xíu mình cắn được là mình đổ nó ra được rồi. Gà này nó gà tơ nó mềm nè, thấy mới ra vào cái giò thấy biết mềm á. Sao biết mẹ? Lọc da nè, giật tóc da. Múc nước tấm bánh mì luôn mẹ ơi. Hay là mình múc nước ra cái chén đi. Múc ra chén ăn chút để riêng. Cái mình trang mình ăn chấm bánh mì mình trang ra ngoài. Cái dĩa nó sợ mình múc nó tràn. Hai ngàn cu còn ra lưng. Sắp có hai cu nữa. Mà mình sắp có hai cu nữa. Múc đem múc bát cho khách lên về. Đây là món thịt gà qua chảo với lại bắp chuối. Mình một con gà mình làm được hai dĩa luôn. Cái này mình ăn với bánh mì. Còn cái chén nước ngay chính giữa là cái chén nước ở trong chảo mình túc ra. Đừng lát nữa chấm bánh mì cho nó ngon. Mời tất cả các bạn nha. Cậu Bảy vô đi cậu Bảy. Cậu Năm ơi. Cậu Năm ơi, cậu Năm. Cậu Năm ra ăn miếng đi cậu Năm ơi. Rồi vô trong đi nào. Để đâu dĩa ơi. Hai ơi, dĩa đây ơi, chị Hai. Cậu quá cậu không ăn gì. Chị Hai ra ăn cái con miếng gì Hai. Nước nè, nắp với chai nhỉ. Chai với là bạn của cô Sáu mình thì hai xuống nhà mình chơi. Rồi chào hết đi. Chuối hai ra ăn. Bắp chuối rồi rồi. Ăn cho vui. Cậu Năm ăn đi cậu Năm. Mẹ ăn mẹ. Thôi mẹ ăn cái giò. Hả? Giò có gì đâu ăn. Chị Hai ăn cục ức này chị Hai. Chén bự luôn, chén bự luôn. Thôi giờ mời. Ăn đi cậu ạ, à. Anh Năm, cậu Bảy với Hai. Miếng miếng bắp chuối này. Tích gà. Được được. Ăn thử tích gà đi. Còn chị ăn trang nước này nè vô cậu Bảy ơi. Ăn được không cậu Bảy? Được ngon, bắp chuối ngon. Bắp chuối ngon hả? Bắp chuối ngon. Ông phải nào thử. Hồi đó học ai làm cái này vậy? Thánh có học ai, Thánh nghe nói mà Thánh không nhớ, nghe ai nói nữa. Đúng rồi, ngon. Ngon lắm. Ngon cái mẹ này mẹ ơi. Mẹ ăn bắp chuối thôi nè. Bắp chuối nó thấm vừa. Chị thức à. Rồi, bỏ nó nằm đó rồi. Nó hả chơi. Chị nào đi tới đi. Bắp chuối á, nãy giờ mình chưa ăn thịt gà. Mình ăn bắp chuối à. Đây là bắp chuối nó mình nấu lên á, lúc nào nó cũng màu đen hết thôi á. Nó màu đen lại nó sậm lại. Nhưng mà mình ăn vô nó vẫn còn giữ cái độ giòn của bắp chuối luôn. Mà nó thấm cái nước qua chảo của mình vô nè. Ăn ngon. Ăn phải ăn ăn này không? Nhiều ít. Có gì cục to quá. Ăn chạy luôn. Thì nghe thì á. Tớ không ăn gì, tớ cho ăn đi tớ. Ừ. Đố hủ tư đúng không tư? Ừ. Cái cục ở cái hồi nãy của qua rồi hả? Ừ? Cái hồi nãy của qua. Cái nào? Cái này là cái gì? Mẹ ăn rồi, cứ ăn. Rồi, mẹ ăn rồi sao? Cái này chan không? Ăn với mẹ đi con. Cậu Năm ơi, nước này cậu Năm chan vô cậu Năm. Chan ăn mày. Chan cậu Năm đi qua. Đi Thánh Na ăn thử coi. Cậu ấy chan nước không chan nước cậu hỏi chan.
ngon rồi, ăn vậy được rồi, ngon. Được hả bà? À, ngon. Chờ tớ. Mày bộ đang ăn được không? Được rồi. Dạ. Được rồi, nãy giờ ăn thịt gà chưa? Ăn bánh mì chưa hả? Có ăn miếng thịt gà rồi. Gà cũng mềm. Ngon. Ừ. Gà này hồng heo mình nuôi được mấy tháng rồi mà. Tháng 7. Cả 5 tháng à. Năm 6 tháng rồi, tháng 7 gà bự. Nó to đó, nó mềm. Cũng cái mấy mà. Cái rưỡi cho sao. Gà này gà nhà của mình nhưng mà mình đi giết à, cái thấy gà bắt mình ăn chứ không biết nuôi nó đâu. Dạ. Nó không. Thử cứ. Gà tại đó phải 5 tháng rồi, nhớ rồi mày ạ. Lâu lắm. Mình cho uống lâu quá. Cho thức ăn thì nhanh các bạn. Đúng rồi. Nhà này anh thấy ăn mà cái mà thịt nó mềm mà không ăn mà ăn lúa. Vịt cho ăn lúa mà cái thịt ăn ngon đó năm. À đúng rồi. Chứ nuôi mà cho ăn cái thế ăn công nghiệp á, cái thịt nó nặng như nhão hơn. Nhão, mềm. Ừ. Còn ở thì bạn ngán còn nuôi ăn lúa. Nhà. Dạ, con có hết con ăn ăn được. Dẻ dặt ngon. Con ngon quá. Nhưng mà con làm thô khô. Ngon mà. Cô ăn thế thôi. Cái này mình có bắp chuối vô mình ăn đỡ ngán. Rồi. Nó ngon. Nãy bắp chuối nó phồng lên mà giờ nó ít, giờ thấy nó ít rồi. Tại chào rồi, chào rồi, đeo rồi. Hồi nãy không đeo rồi. Hồi nãy không biết không bỏ hết nhiều đó bắp chuối luôn, nãy không bỏ có phần nữa à. Đó là nữa bắp à. Cô ăn đi con. Ngon lắm. Thôi ăn cục nó đi. Thôi ăn cục nó đi. Con ăn về được. Một cục này là. Ăn cục nó đi. Thôi thôi thôi. Con không ăn nữa. Cô gà cô ăn hoài vậy rồi. Cô nắng giết. Đừng nói hồi cô nói trời tật. Đừng quay hồi. Đừng ép rồi. Hồi cô nói thiệt ra. Món này làm món này ngon thiệt. Bắp chuối cũng ngon á. Đúng rồi. Bắp chuối cũng ngọt á. Nói cho mấy con lạ lạ từ nào mới ăn á, ăn món này món kia bình thường, cái đó là gà vịt ăn bình thường mà có cái món lạ lạ gì nè. Ừ. Như bắp chuối gỏi này xào cái này nè. Đây là con cục này nè. Dạ. Không phải đưa gì vậy? Không phải đưa. Để cho nó dám làm. Không làm, không làm. Mỗi lần mà Vi ngủ thức dậy là chịu ai mới cho lại gần, còn không chịu ai là đuổi đi. Mà nãy ông Bảy lại, ông Bảy đưa là thinh, tại vì sợ sợ ông Bảy. Trời. Thay đó em nó làm nặng nghe á. Nó bệnh đeo có bệnh hoài mất cười không? Ừ. Ngày sáng nó tỉnh, ngày sáng nó hết bệnh này nó khỏe. Thánh lại gần không được cậu ạ. Đuổi gà. Đuổi gà. Rồi tối ngủ chung với mẹ Khánh á, tối Khánh thức khuya, Khánh nằm công chuyện á. Khánh đâu có ngủ chung với nó được đâu. Ngủ chung mỗi đèn sáng nó ngủ không được. Mình có thể ngủ riêng. Ngủ với mẹ Khánh để gà đều qua thì đẹp da nè. Rồi ngủ mẹ, ông ngoại thôi. Được không có cái, không quen. Để quen nhỏ lớn á. Cậu bảy cậu năm ăn nhiều chưa nha? Rồi. Trong răng ăn nhiều được rồi. Mà nhìn chỉ thấy gì mùi của cậu năm giống thiệt nè. Chỉ gò mặt giống giống. Không có, tại cậu năm tầm ăn như gì nhìn nó thấy giống. Cái mũi cậu năm với cái mũi gì mùi giống nhau. Con mắt cũng giống nữa. Cười giống. Cái hình ba hồi chụp của ổng bốn mấy tuổi còn thấy gì sao? Ủa cậu hát cái giống. Còn trên nhà đó nè. Nhà cậu bảy hả? Ừ. Bữa nào mới lên xin cầm cho ngoại thử. Ừ. Cái rửa thì giống, ở nhà giống nhất. Cậu bảy giống. Ừ, giống y gan ổng mà. Nhưng mà ổng hồi đó trắng đen thì cái mặt cũng y gan ổng luôn. Để tưởng đâu y gan. Còn cái cách để dành cái đó. Mà đúng là hồi đó nó kêu cắt cước á. Hồi đó đó. Nó mỏng chớm mà nó đẹp lắm. Mẹ, người ta nói cậu bảy giống ông ngoại thôi. Ừ, giống mà nhìn rồi con nhìn nét cậu bảy cũng thấy giống ông ngoại hồi già. Dạ ông ngoại già có cái nét giống ông ngoại. Còn cậu năm biết giống ai không? Cậu năm giống chú năm của cậu năm. Giống người chú á, y hệt luôn á. Chú
Ừ. Ông Năm em á. Có ngoại hả? Em ngoại người ta tưởng là cậu Năm là con của chú Năm của mẹ hả? Chú Năm của mẹ. Nãy nói chú Năm của cậu Năm thì nói chú Năm của mẹ. Ừ. Nói nghe bà ngoại nói lại. Thấy cậu Năm ở nhà bà ngoại đó, người ta nói. Ừ, cái thằng này con của chú Năm mà vô đây làm chi vậy? Thấy vậy? Đi gan. Ai vậy con của chú Ba? Con của chú Ba. Đi chơi qua và tiệc một cái vô nhà đó cái là cái thằng đó nói mẹ ơi mẹ sao cái ông này giống giống cha quá trời vậy mẹ. Nó nói vậy mà ai vậy con chú Năm, con chú Năm nó nhỏ nhỏ á ở bên Hòa Tường một á giống như mẹ ơi mẹ chú Út với cha giờ nhìn chú Út giống cha. Ừ. Năm cắn được không? Bà ngoại em có bầu cậu Năm rồi ông Năm đó ông vô ông chơi quạng như vô chị dâu chơi nhà anh mình á cái bà ngoại mới dòm thì để cậu Năm bóc đại đi cậu Năm bóc cho dễ bóc cho dễ bóc cho dễ có gì đâu ngại bóc cho dễ cắt xương gà luôn cắt xương gà giữa nửa sáng rồi mẹ đưa con xem con nhân cao nghe giả cạp được chứ không gì cô Năm, anh Năm. Ừ. Nó hỏi mình được ăn gì cũng được mà điều có cắn, cắn không được. Mình phải cạp mình nhai chỉ trên dằn xuống thôi chứ mình cắn như sứt mía rồi không lần vào. Sứt mía không được. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ. Bây giờ ăn về quê.